Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 31 tháng 12 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, hãy ấn nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 31 tháng 12 bất ngờ tăng khá trên thị trường xuất khẩu của Indonesia. Giá hồ tiêu trong nước duy trì ổn định. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 12 trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia bất ngờ tăng khá. Cụ thể, giá tiêu đen ở quốc gia này tăng được 15 USD trên tấn so với ngày 28 tháng 12, từ mức 3.577 USD trên tấn lên 3.592 USD trên tấn, tăng 0,86%. Trong khi đó, giá tiêu trắng tăng được 26 USD trên tấn, từ mức 5.907 USD trên tấn lên 5.933 USD trên tấn, tăng 0,89%. Trong khi đó, tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn đứng yên ở mức 2.500 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng ổn định ở mức 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam trong phiên vừa qua duy trì ổn định sau khi tăng được 50 USD trên tấn. Hiện giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít có mức giá là 3.100 USD trên tấn và 3.200 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng có mức giá là 4.600 USD trên tấn. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá tiêu cơ bản duy trì ổn định ở các địa phương với mức giá được thu mua từ 57.500 đồng tới 60.000 đồng một kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua quanh mức 59.500 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 57.500 đồng một kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 57.600 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng nay ghi nhận quanh mức 60.000 đồng một kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 59.500 đồng một kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 58.000 đồng một kg. Thưa các bạn, theo các thành viên trên nhiều diễn đàn những người trồng hồ tiêu Việt Nam, thị trường cuối năm bỗng dưng sôi động hẳn, ghi nhận thực tế các thương lái tranh mua với mức giá cao hơn giá tham khảo trên mạng, nhanh chóng đẩy mặt bằng giá cán mốc 60.000 đồng một kg. Trong tuần này, nhiều ý kiến nhận định nguyên nhân do thị trường Trung Quốc sắp mở cửa, nên các thương lái tích cực thu gom hàng trở lại. Vừa qua, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo sẽ hạ cấp độ ứng phó với dịch COVID-19, ngừng cách ly bắt buộc với hành khách nhập cảnh nước này từ ngày 8 tháng 1. Động thái trên được coi là bước tiếp theo nhằm nới lỏng dần chiến lược Zero Covid được Trung Quốc duy trì gần 3 năm qua, chuyển sang sống chung với dịch bệnh. Thông tin trên cùng với kết quả tăng trưởng ấn tượng mới được công bố giúp thị trường hồ tiêu khởi sắc hơn, bởi trong giai đoạn cuối năm này, thị trường Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu hồ tiêu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 31 tháng 12. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.